Với mong muốn cải thiện, nâng cao sinh kế cho người dân lao động, người có hoàn cảnh khó khăn, doanh nghiệp xã hội 5.000 xe ra đời. Mục tiêu của doanh nghiệp này là triển khai các xe bán thức ăn lưu động tại đường phố. Các hộ kinh doanh sẽ được tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, từ đó giúp tăng thu nhập của người lao động. Dự án bắt đầu được triển khai tại một số khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những chiếc xe đẩy bán hàng đầu tiên do doanh nghiệp xã hội mang tên 5.000 xe triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh. Một chiếc xe sạch sẽ với đầy đủ dụng cụ phục vụ cho việc bán bánh mì. Chị Út, một người dân ngoại tỉnh, cùng với chị Uyên, người sáng lập dự án 5.000 xe, đang chuẩn bị cho công việc bán hàng vào buổi chiều tối. Mỗi ngày, ngoài việc đi làm giúp việc theo giờ vào ban ngày, thì tầm 5 giờ chiều, chị Út lại đẩy chiếc xe này ra vỉa hè để bán hàng. Dù mới ở giai đoạn đầu, nhưng công việc đã giúp cho chị có thêm chút thu nhập. Mỗi ngày, chị cũng bán được từ 50 đến 60 chiếc bánh mì. Chị thấy cái điều kiện nó cũng được, nó cũng phù hợp với chị, là thứ nhất là nó cũng dễ dãi, không phải bó buộc gì hết. Chị có thể cho bán mấy tiếng, kiếm thêm thu nhập, cho con nó đóng tiền học. Rồi còn thời gian chị đi làm, thời gian chị bán, thì nó nói chung là tương đối ổn. Chúng tôi mong muốn là thứ nhất là có thể giúp đỡ những người phụ nữ bán hàng trên vỉa hè, nâng cao được mức thu nhập của mình lên tối thiểu 5 triệu đồng một tháng. Và cái mức chúng tôi phấn đấu là từ 7 đến 10 triệu đồng một tháng. Nhưng đồng thời chúng tôi cũng mong muốn là sẽ thay thế dần những cái xe đẩy mất vệ sinh an toàn thực phẩm bằng những cái xe đẩy quy mô hiện đại và nguồn gốc cung cấp hàng hóa thì rõ ràng. Đồng thời là vừa rồi thì có lẽ là một cái nhân vật rất điển hình đại diện cho hàng trăm hàng ngàn người buôn bán trên vỉa hè. Liệu chúng ta có thể cấm đoán được những cái người buôn bán tương tự như nhân vật bà phòng ở cái phòng phía trên hay không? Cấm thì chắc chắn là sẽ rất là khó khăn. Và đồng thời nữa, nếu mà ngày nào mà còn người mua thì chắc chắn là sẽ còn người bán. Nếu mà mình muốn giải quyết cái vấn đề này thì mình phải giải quyết cái phần sinh kế của mấy người mà đang ở trên con đường buôn bán vỉa hè. Biện pháp cấm đoán là một biện pháp gây tốn nhiều chi phí, nguồn lực quản lý của nhà nước và gây ra một số tiêu cực. Thay vì cấm đoán thì nên tạo điều kiện cho họ để họ có thể buôn bán một cách hợp pháp. Đa số lực